Bên em đang có một số chiếc tủ áo rất là đẹp, chất lượng và giá cả thì sẽ từ tầm trung bình khá đổ lên. Trong những video trước, quý anh chị đã xem những chiếc tủ áo Tràng Bom Vàng Lõi của Mộc Nam Huy rồi, trong trạng thái mộc. Thế thì hôm nay bên Sườn Sơn sẽ quay cho mọi người xem cái hàng mà lúc mà nó chỉ cần quét một lớp lót đầu tiên thôi, nó như thế nào nhé. Thì đây quý anh chị cùng xem. Nói về chất cây gỗ Tràng Bom Vàng ấy, thì mình phải nói rằng là cái màu sắc của nó rất ấn tượng. Màu nó vàng, nó tươi, nó đẹp so với cây tràm lai rất là nhiều. Và với gỗ tràm ấy, thì đây là một cái chiếc tủ gỗ tự nhiên hoàn toàn và không sử dụng bất kỳ một cái chi tiết nào là gỗ công nghiệp cả. Hoàn toàn thì nó chỉ có gỗ tràm thôi và chỉ có gỗ tự nhiên thôi. Và trên cái sản phẩm này, đặc biệt cái mức giá của nó khi mà hoàn thiện ấy, thì nó chỉ có bằng với hàng gỗ dán thôi. Nghe thì cực kỳ là, chắc là quý anh chị sẽ cảm thấy hơi lạ đúng không ạ? Nhưng mà chắc là quý anh chị cũng không ít lần được xem những cái sản phẩm như là dòng gõ đỏ, hay là hương xám, hay là hương vàng, hay là những cái dòng mà dán vân ấy. Gỗ dán nó chỉ có mười mấy triệu thôi. Nhưng mà quý anh chị phải hiểu rằng là cái hàng gỗ dán ấy là nó chỉ có một lớp mỏng gỗ ở bên ngoài thôi. Và bên trong của nó ấy, nó có thể là gỗ công nghiệp, có thể là MDF, hoặc có thể là Ocan nhá, chứ không phải là gỗ tự nhiên, không phải là gỗ thịt. Đó, còn đây mới là sản phẩm gỗ thịt hoàn toàn. Và trong phân khúc hoàn thiện như chiếc tủ này, ở lô đầu tiên, cơ sở Mộc Nam Huy chào hàng với mức giá tốt nhất hiện tại cho 1m6 là chỉ có 12 triệu thôi. Và chắc chắn là cái lô thứ hai, lô sau em hoàn thiện ấy, thì giá nó sẽ cao hơn nha. Cái này thì em xin báo trước, bởi vì đây là cái lô hàng đầu tiên để em chào hàng. Thì hàng 1m6 ba cánh, và quý anh chị cùng xem, hoàn toàn là chất cây tự nhiên hết, từ trước ra đằng sau. Và ba cánh gỗ tràm lõi tinh như thế này mà chỉ có 12 triệu thì thực sự là quá tuyệt vời. Mặt sau mọi người có thể xem luôn này. Đó, cây hoàn toàn thì em sử dụng là cây gỗ thịt hết nhá. Đó, từng như tấm nan nhỏ nhỏ như vậy. Đó là mình ghép lại là thành một cái tấm hậu. Thì quý anh chị thấy là cái mức gọi là cái giá của nó là nó quá là tốt đúng không ạ? Đó, 12 triệu. Nếu mà không biết mua là mua phải gỗ dán, và không biết mua là sẽ mua gỗ công nghiệp. Đó, nhưng mà người tinh ý thì sẽ biết là nên chọn những cái hàng như vậy để lấy cái chất lượng nó cao. Và song song thì hôm vừa rồi bên em cũng có hoàn thiện cả mẫu mét 8 nữa. Thì mẫu mét 8 4 cánh ở bên trong này thì cơ sở hoàn thiện nó với tiêu chuẩn giá cao hơn, thì nó sẽ là 13 triệu 500. Và hai chiếc này thì cơ sở bên em bán rồi. Thì ở trong lô hàng tiếp theo bên em, nếu mà có ra những chiếc tủ này thì giá nó cũng sẽ cao hơn các anh chị chứ, khoảng chừng sẽ khoảng 2 triệu. Thì những cái lô đầu tiên khi khách hàng mua thì luôn luôn là quý chị mua là sẽ lợi. Nó lợi ở cái chỗ đó là cái lô đầu tiên nó luôn luôn là cái lô mẫu. Đó là cái lô mẫu. Và như cái hàng này ấy, thì là chưa từng xuất hiện ở trên thị trường. Cái này là đảm bảo với quý anh chị là chưa từng xuất hiện luôn. Đó, những cái nguyên mẫu như thế này, quý anh chị nhìn thấy những chiếc tủ nó rất là đẹp, nó rất là đơn giản đúng không? Và ý tưởng để sản xuất lên những chiếc tủ này và cái phong cách để thiết kế chiếc tủ này được lấy ra từ hàng gỗ gõ đỏ, chứ không phải là lấy ra từ những cái mẫu bình thường đâu. Và mọi người có thể xem chiếc tủ gỗ gõ đỏ ở bên trong này, với tiêu chuẩn là 29 triệu 900, 4 cánh, và cũng cùng là chiếc 1m8 luôn. Đó, thì hiện tại các thợ đang quét lớp sơn lót cho chiếc tủ này. Và đây cũng là chiếc tủ mà em cũng có giới thiệu trong video cách đây mấy hôm, thì em cũng bán luôn rồi. Đó, thì những cái sản phẩm mà như chị thấy là hai chiếc này cùng là 1m8, nhưng mà chiều cao của cái chiếc bên này là nó sẽ nhỉnh hơn. Hàng tủ gỗ tràm bom vàng nó sẽ có phần nhỉnh hơn một chút về chiều cao. Thì cái chiếc tủ này, đấy quý chị thấy không ạ, hoàn toàn nó là gỗ thịt và cây gỗ tràm nhá, mà có cái độ tinh lõi nó đẹp như thế này là rất là hiếm nha các anh chị nhá. Đó, rất là hiếm. Với cây gỗ tràm ấy, mà mình nói về cây tràm lai thì chắc chắn là cây tràm lai đó là cây bình dân rồi, bởi vì cây tràm lai ấy, là cái thời gian phát triển của nó chỉ khoảng chừng 4 năm hoặc 5 năm thôi là đã có thể thu hoạch rồi và đã có thể đóng thành sản phẩm rồi. Nhưng mà ở đây với cây tràm lõi và có những cái tấm gỗ to như thế này thì chúng em phải sử dụng từ những cái cây nó có cái tuổi đời của nó lên đến cả vài chục năm, 20-30 năm đổ lên thì mới có những cây to, cây lõi như vậy. Cho nên là cái cây tràm lõi này dùng nó rất là bền. Và khi so sánh gỗ tràm lõi này thì cơ sở bên em so sánh nó trực tiếp với gỗ gõ đỏ luôn, và so trực tiếp với gõ đỏ Lam Phi. Đây là cái chiếc gõ đỏ Lam Phi em đang đóng ở đây. Thì đảm bảo với quý anh chị rằng cái chất lượng của cây tràm bom vàng này
và cây quả đỏ Lam Phi này nó sẽ là 1.8 và 1.10 với nhau luôn về cái chất lượng anh chị nhá. Còn về cái giá cả thì chắc là mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? À, giữa cái giá cũ là 13.500.000 thì kể cả mai mốt em có lên giá của cái chiếc tủ này ở lô sau khoảng chừng 15.500.000 thì so với chiếc tủ bên này là 30.000.000 thì nó vẫn còn rẻ hơn là một nửa. Đó, rẻ hơn một nửa giá nhưng mà cái chất lượng của nó thì nó chỉ thua có một chút xíu thôi. Và nó thua gỗ quá đỏ ở cái chỗ là cái vân thôi. Cây gỗ tràm thì nó sẽ không có vân đẹp nha các anh chị nhá. Còn gỗ đỏ thì nó sẽ có. Đấy. Đó là hai cái sự suy nghĩ và hai cái gọi là phong cách để cho quý anh chị muốn sử dụng như thế nào. Còn trên tủ bốn cánh ở đây thì bên em cũng thiết kế là hai buồng, có cây treo đồ, có tầng. Đó, chất liệu cây rất là đẹp, sạch sẽ, luột là trên dưới trong ngoài. Đó, và với cái mẫu tủ này thực sự cơ sở Mộc Lam Huy vẫn rất là tự tin và bên em vẫn rất là gọi là có thể nói là một phần mình cũng rất là tự hào và vinh dự khi mà những cái chiếc tủ này chưa từng được xuất hiện ở trên thị trường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu mà nói về gỗ tràm ấy thì thông thường là mọi người vẫn đánh giá nó là một cái dòng gỗ có giá trị thấp, dòng gỗ rẻ tiền. Nhưng mà mọi người vẫn đang bị nhầm ở đây. Đó là cây gỗ tràm ấy nó có hai loại, chung chung là hai loại. Một là tràm lai và hai là tràm bông vàng lõi, nó như thế này. Đấy thì quý chị nhìn là nhận ra ngay. Hoặc nếu quý chị vẫn chưa hiểu thì có thể ra bên đây, quý chị xem những bộ bàn ghế. Ví dụ như ở đây em có hai bộ ghế gỗ tràm. Đó, một bên nó là cây tràm lai. Thì cái cây này mọi người biết rồi thì sẽ dùng chung là cả ruột và cả rác. Đó, rác trắng ở đây. Đó, và rất nhiều những chi tiết trên bộ ghế đều có rác. Đó, còn bên này nó là hàng tràm lõi. Thì tràm lõi thì hoàn toàn nó là lõi trần. Đó, và không sử dụng rác. Đó, và độ tinh lõi của sản phẩm bên em làm thì luôn luôn phải cân đối ở một cái mức độ. Nó phải tầm 96-97% trở lên trên tất cả các cái sản phẩm. Đó, và bàn ghế thì em làm lên đến là 99%. Đó, thế nên là quý anh chị cảm thấy như thế nào về sản phẩm này? Chứ với quan điểm của Mộc Nam Huy thì đây là một cái mức giá rất tốt. Rất tốt so với cái chất lượng và cái giá trị của nó mang lại. Quý anh chị cảm thấy như nào? Có thể cùng bình luận và cùng giao lưu với Mộc Nam Huy nhé. Đây là video được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất. Và rất là mong rằng là trong mỗi một cái sản phẩm mà cơ sở làm lên và trong mỗi một cái sản phẩm được đưa lên mạng, mong là quý anh chị có thể là cùng góp ý ủng hộ cho Mộc Lam Huy. Những góp ý của quý anh chị sẽ trực tiếp giúp cho cơ sở bên em hoàn thiện những cái sản phẩm tốt hơn mỗi ngày. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.